Chúng ta cần tìm một pháp môn tốt. Quý vị đều đã khai ngộ rồi, duy chỉ chưa chứng ngộ thôi. Có lúc cần phải có chứng ngộ thì quả vị khai ngộ của chúng ta mới vĩnh viễn không bị mất. Trong sát na chúng ta có thể khai ngộ, nhưng nếu chúng ta không chứng ngộ, sau đó chúng ta sẽ quên mất đẳng cấp khai ngộ đó. Tư tưởng chúng ta sẽ trở lại như trước và sẽ quên mất, cho nên cần phải có chứng ngộ. Chứng ngộ là gì? Tức là chúng ta đạt được quả vị, đạt được cảnh giới bên trong, đạt được cảnh giới thiên đàng, cảnh giới của Đức Phật. Đó gọi là chứng ngộ. Chúng ta càng chứng ngộ thì càng được khai ngộ. Càng khai ngộ thì tâm chúng ta càng cởi mở, càng hiểu biết được vũ trụ từ đâu đến, chúng ta vốn từ đâu đến và sau đó sẽ trở về đâu. Pháp môn Quán Âm có thể dẫn chúng ta đến cõi Tây Phương để gặp Phật A Di Đà. Nếu chúng ta thích gặp Chúa Giêsu Kitô, pháp môn này cũng có thể dẫn chúng ta đến đó để gặp Ngài. Nếu chúng ta muốn gặp Lão Tử, pháp môn này cũng sẽ dẫn chúng ta đi gặp Lão Tử. Nếu chúng ta thích Khổng Tử hoặc Tế Công Phật sống, hoặc là Phật nào đó mà chúng ta thích, pháp môn này sẽ dẫn chúng ta đến đó để gặp. Vì thế mới nói là đạo không phân biệt. Giả sử có một loại đạo chỉ độ được người của Phật giáo, thì đạo đó còn có tâm phân biệt, có phải vậy không? Cho nên, tôi mới tin 100% pháp môn Quán Âm. Pháp môn này thật sự không có sự phân biệt. Người nghèo, người giàu, người lớn, trẻ con đều có thể nghiệm. Đệ tử nhỏ nhất của tôi mới có 5 tuổi cũng có thể nghiệm như trong phẩm Phổ Môn. Trẻ em 6 tuổi cũng thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thế, tôi cảm thấy rất vui mừng, có thể bảo đảm là pháp môn Quán Âm này là pháp môn có một không hai, có thể biến phàm phu thành Phật. Chúng ta phải tin điều này, vì chuyện này rất hợp lý. Nghe nói chúng ta vốn đã có Phật tánh, làm sao không thể thành Phật? Có rất nhiều người học Phật, nhưng không ai dám thành Phật. Rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao họ lại như vậy. Nghe nói có ai thành Phật, họ liền hoài nghi và bàng hoàng, lại còn lớn tiếng phỉ báng, lại làm nhiều điều kích động. Nếu học Phật mà không thành Phật thì thành gì? Thành ma ư? Học Phật thì nhất định phải thành Phật chứ, có phải vậy không? Học y khoa thì trở thành bác sĩ, học luật thì trở thành luật sư, học lái xe taxi thì là tài xế taxi, kết hôn thì thành vợ chồng. Vậy học Phật sao lại không thể thành Phật? Vậy sẽ biến thành cái gì? Nhưng những người học Phật ngày nay tự họ không dám thành Phật, lại không dám để cho người khác thành Phật. Nghe nói ai thành Phật, họ dường như họ bị lửa đốt, không chịu nổi, không chịu tin. Cho nên, chúng ta cần tìm một pháp môn tốt, tu pháp môn Phật thì chúng ta nhất định sẽ thành Phật. Đừng nghe ai nói là chúng ta tu không thể thành Phật. Chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể thành Phật thôi. Như vậy là chúng ta phỉ báng Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì Ngài nói Phật ra đời là muốn cho chúng ta hiểu biết Phật tri kiến. Muốn hiểu biết Phật tri kiến, chỉ có Phật mới có thể hiểu Phật tri kiến, có phải như vậy không? Muốn liễu ngộ Phật tri kiến, và nếu muốn biết tri kiến Phật, thì chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu nhau, có phải vậy không? Có nghĩa là chúng ta có thể thành Phật. Ngài ra đời là vì muốn cho chúng ta được thành Phật. Nếu chúng ta không dám thành Phật, cho rằng mình không thể thành Phật, tức là phỉ báng chân lý của Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không tin lời của Ngài. Vậy, chúng ta biết là nhất định có một pháp môn thành Phật. Bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm một người biết pháp môn đó là chúng ta có thể thành Phật. Không có gì thần bí cả. Chúng ta không muốn lãng phí thân người quý báu này.
không phải chỉ nghe nói mà bản thân chúng ta có thể nghiệm. Chúng ta phải tìm kiếm, cho nên tôi đến đâu cũng nói cho mọi người biết tin tốt này. Nếu mọi người tin, hãy cùng nhau tu, cùng thọ hưởng cơ hội tốt nhất này. Nếu không tin, cũng không sao, miễn đừng phỉ báng. Bởi vì chúng ta là người phàm phu, không biết ai là ai. Giả sử tôi là Phật, mà quý vị phỉ báng thì sẽ gặp phiền phức vô cùng, sẽ bị đọa xuống địa ngục rất lâu. Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đài Trung Formosa vào ngày 8 tháng 6 năm 1988, nguyên văn tiếng Trung Hoa.